Indonesia đòi rời khỏi AFF, hai đội bóng sẵn sàng thay thế. Sau kết luận của AFF khẳng định trận đấu giữa U19 Việt Nam và U19 Thái Lan không có dấu hiệu dàn xếp tỷ số, BSSI vô cùng bực tức. Họ khẳng định sẽ xem xét nghiêm túc khả năng rời khỏi AFF để gia nhập EAFF. Trong bối cảnh Indonesia vẫn có ý định ra đi, hai đội bóng Ấn Độ và Australia lại muốn tham dự các giải đấu của AFF, Tổng thư ký Liên đoàn bóng đá Ấn Độ, Kusaidat nhấn mạnh. Mục đích của chúng tôi khi chuyển tới AFF nhằm giúp đội tuyển quốc gia có thể tham dự những giải đấu chất lượng, ở chiều ngược lại sự tham gia của Ấn Độ cũng giúp giải AFF Cup thêm tươi mới. AFF đã phản hồi tích cực liên quan tới đề nghị của chúng tôi. Việc còn lại phụ thuộc vào phía Ấn Độ, bóng đá nước nhà vẫn đang chịu ảnh hưởng bởi đại dịch Covid-19. Nếu AFF đồng ý để Ấn Độ gia nhập thì nó sẽ giúp chúng tôi tạo ra sức hút cao ở khu vực Đông Nam Á. Việc Ấn Độ muốn gia nhập AFF là điều dễ hiểu bởi trình độ của các đội bóng ở khu vực Nam Á như Sri Lanka, Bangladesh, Maldives đều rất kém. Trước Ấn Độ, Afghanistan đã rời khỏi Liên đoàn bóng đá Nam Á để gia nhập Liên đoàn bóng đá Trung Á. Không chỉ có Ấn Độ, Australia cũng quan tâm tới khả năng thi đấu ở AFF Cup. Mặc dù là thành viên của AFF từ năm 2013 nhưng đội bóng xứ chuột túi chỉ thi đấu ở cấp độ giải trẻ, chứ chưa tham dự giải đấu nào ở cấp độ đội tuyển quốc gia. Cùng theo dõi Netbeat để cập nhật những tin tức mới nhất nhé!